Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều và sức khỏe và làm ăn, phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về ấp Bình Long, xã Sông Bình, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 337,2 m². Trên thổ đất căn nhà vườn thổ cư 100%. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ga quốc lộ 50 khoảng là 150 m. Con đường này rộng khoảng là 2 m. Anh chị chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Sông Bình, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng. Mình cách khoảng 500 m. Xung quanh đất căn nhà vườn thì gia chủ xây tường cao khoảng 1 m nha anh chị. Và phía trên thì gào B40 hết đất. Về vấn đề ranh giới thì anh chị, cô chú mình mua rất là yên tâm luôn nha. Trên thổ đất căn nhà vườn của mình thổ cư 100% luôn nha anh chị. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 21 m, còn cạnh bên đây sâu là 15, còn cạnh bên kia sâu là 22. Diện tích mình là tính từ ngay chỗ vị trí cột bê tông này nha anh chị. Ở bên đây thì mình còn một khoảng đất trống. Gia chủ thì đang nuôi một số gà đất anh chị. Đất và nhà của mình thì cũng tương đối cao ráo và bằng phẳng. Đất thì không màu mã, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị, cô chú mình mua về, anh chị mình ở nè, và anh chị mình nghỉ dưỡng rất là thích hợp luôn nha. Phía trước thì gia chủ có làm tiền chế rất là rộng rãi và thoáng mát luôn anh chị. Mình có một cái bãi sân để anh chị mình đậu xe máy và có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn nha anh chị. Để em di chuyển qua bên đây em chỉ danh cho anh chị nắm nha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà vườn này hơn, để anh chị ở xa mình về đây thì cũng không mất thời gian nha. Mình tới đây là 21 m nha anh chị. Ở bên đây thì có bức tường rồi, ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị mình yên tâm nha. Ở bên đây thì gia chủ cũng làm tiền chế hết luôn anh chị. Ở căn nhà của mình thì em thấy rất là thoáng và rất là mát. Trên thổ đất căn nhà vườn của mình thổ cư 100% luôn nha. Vậy thì anh chị, cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn nha anh chị. Từ vị trí căn nhà vườn anh chị mình di chuyển ra quốc lộ 50 khoảng 150 m thôi, và cách các tiện ích chỉ 500 m thôi anh chị. Ở đây thì gia chủ đã làm cổng rào rất là kiên cố luôn. Cổng rào của mình là bằng sắt nha anh chị. Ở phía trước thì gia chủ đã đổ bê tông. Bên trong căn nhà thì gia chủ đều lót gạch hết luôn anh chị. Tường thì lót khoảng 1,8 m, còn không gian phía trên thì sơn và đã đi bê. Trần thì đóng la phong nha anh chị. Ở đây thì điện nước wifi gia chủ thì cũng đã vô sẵn hết rồi. Ở bên đây thì mình còn khoảng đất trống nè. Gia chủ thì đang nuôi một số gà đất nha anh chị. Ở đây thì thửa đất căn nhà vườn của mình đang quay về hướng đông. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển về đây khoảng 11 km là anh chị tới nha. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy móc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 63 km là anh chị tới. Từ vị trí căn nhà phượng mình di chuyển về tới ngay cổng chào thành phố Mỹ Tho là 2 km. Dưới nền thì gia chủ đã lót gạch rồi nha anh chị. Ở cửa mình thì bằng sắt, bên trong thì lộng kiến anh chị. Ở đây là không gian phòng khách của mình. Ở dưới nền thì cũng lót gạch nha anh chị. Tường thì lót khoảng 1m8. Ở trần thì đóng la phong và hai bên hông thì đều thiết kế hai cánh cửa bên ngoài, nên căn nhà của mình rất là thoáng và sáng luôn anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 150 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà phường của mình trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Ở bên đây thì mình có một cái hành lang để anh chị di chuyển ra phía sau. Ở bên đây thì gia chủ đang chăn nuôi gà nha anh chị. Ở khu vực bên đây là không gian nhà bếp của mình. Còn ở đây là căn phòng ngủ đầu tiên của mình nha anh chị. Ở bên trong thì cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1m8. Trần thì đóng la phong, bên hông thì mình có một cánh cửa bên ngoài. Ở bên hông thì mình cũng có cửa đó nha anh chị. Còn đây thì mình có kệ đựng đồ nha anh chị. Đó, còn bên đây thì mình có một phòng ngủ nữa. Tính ra thì căn nhà của mình có 2 phòng ngủ nha anh chị. Bên trong thì cũng lót gạch hết luôn chị. Tường thì phía sơn, sơn và đã đi bê. Cửa mình là cửa nhôm. Tổng diện tích của mình là 337,2m2. Thổ cư 100% luôn. Về thì anh chị cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn nha. Ở bên hông thì chủ có làm một tiền chế bên hông là anh chị. Ở phía sau thì cũng đang chăn nuôi một số gà. Ở đây thì anh chị mình sử dụng nước là nước máy nha anh chị. Ở phía sau thì có cắm trụ nè và đã kéo lưới hết luôn. Đó, ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị mình yên tâm nha. Đó, còn bên đây thì mình có nhà vệ sinh đầy đủ hết anh chị. Ở bên trong thì cũng lót gạch, dán lên tường cao khoảng 1m8. Cửa mình là cửa nhôm. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà phường lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Căn nhà của mình thì em thấy còn rất là mới và rất là đẹp luôn anh chị. Mình có thể mua về anh chị mình ở cũng được, hoặc là anh chị mình mua đầu tư cũng được anh chị ha. Mình là cách quốc lộ 50 khoảng 150m và mình là cách các tiện ích khác chừng 500m đổ lại thôi. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Bình Long, xã Sông Bình, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường có tổng diện tích là 337,2m2. Trên thổ đất căn nhà phường của mình thổ cư 100%. Diện tích ngang là 21m, một cạnh sâu là 15 và một cạnh sâu là 22. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 150 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Con đường ở phía trước thì rộng khoảng 1,5 mét thôi anh chị. Mình di chuyển là đường xe máy và xe ba gác, cách quốc lộ 50 chừng 150 m đổ lại thôi. Ở xung quanh thì xây tường cao khoảng 1 m và phía trên thì gào B40 hết luôn. Đó, còn bên đây thì còn miếng đất trống anh chị, nó rộng khoảng 10 m luôn. Anh chị mình là có thể cất thêm một cái nhà cũng còn rất là rộng luôn anh chị ha. Ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Đó, về thì anh chị mình là có thể trồng dừa, bưởi, mít, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Ở bên kia thì mình cũng còn một cái nền khoảng 6 m nha anh chị. Mình là có thể cất thêm một cái nhà nữa cũng được luôn anh chị. Ở phía trước thì xây tường nè anh chị. Và cổng rào của mình thì rất là kiên cố. Khu vực này thì rất là đông dân luôn. Nó thổ cư của mình thì 100%. Anh chị mình là có mua thì rất là yên tâm luôn nha. Giá bán là 1 tỷ 150 triệu nha anh chị. Đó, anh chị mình ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị mình xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Ở đây thì mỗi góc cột gia chủ thì đều tô và đã sơn hết luôn anh chị. Chân cột thì ốp gập hết luôn. Đó, căn nhà của mình thì em thấy còn rất là mới và khang trang. Anh chị mình mua về, anh chị mình ở, em thấy rất là thích hợp nha anh chị. Ở đây là tổng quan thửa đất căn nhà của mình. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo.